Vườn na thái của tôi hiện đang gặp một vấn đề lớn, sự xuất hiện của kiến và rệp sáp ngày càng nhiều. Về lâu dài, chúng sẽ tạo ra những vết sẹo trên quả, làm mất đi giá trị và gần như không thể bán chúng. Loại bọc quả của tôi đang dùng có một cái điểm yếu là khe hở ở phần cuống. Kiến sẽ tha rệp đi vào đường này. Để diệt chúng thì rất dễ, nhưng ở khu vườn này tôi cấm kỵ thuốc hóa học độc hại. Tôi không muốn đi rêu rao là hữu cơ nếu như mà tôi không làm được. Bán hàng như vậy thì ngượng mồm lắm. Tôi cũng thử phun chế phẩm vi sinh BT nhưng mà không ăn thua vì lá tốt quá. Cuối cùng tôi lựa chọn phương án bọc lại toàn bộ quả, quả sẽ bọc lại kín và buộc dây, kiến sẽ không thể tha dẹp chui vào được nữa. Như vậy cho dù bên ngoài có như thế nào thì bên trong quả vẫn rất khỏe và đẹp.